Thiên Đế. Thiên Đế. Dạ, đại huynh. Có ai vậy? Ủa, đại huynh về hồi nào mà đệ không hay vậy? Thiên Đế tá cảnh làm thôi, sao biết đại huynh về được? Dạ. À, có phải chăng tiểu thư Quỳnh Nga vừa mới tới đây? Đại huynh, sao đệ không thấy huynh chuẩn bị gì hết vậy? Ta. Ta thì đã chan ngang chữ công mà dành cuộc đàn sống của ta. Đại huynh thật là hay à. Bấy lâu nay tao dừng sự kinh là để học nhân học nghĩa, chớ không mà cái bả lợi danh. Đệ vô cùng khâm phục đại huynh, có gì đâu mà hiền đệ khâm phục. Đó chẳng qua là ý sống khác nhau thôi. Đời của ta là không giống nói miền khán giả, ngoài tháng long giống nói miền khán giả. Chân cao thấp mặt là thịt, để ao ước như đại huynh. Đời một có ăn nhàn vui cùng do núi đăng ngàn. Ta khai rằng để không thực hiện được đâu đại huynh, nhìn lại đôi vai để còn nặng nợ công hầu, để phải trả cho tròn âm nghĩa buộc đàn để phải lập chữ công danh. Thì để dạ. Bây giờ ta vào trong lấy rượu. Thì để đợi ta chút xíu nha. Dạ. Lập chữ đây. Công danh. Thì để. Dạ. Thì để à. Dạ. Sẵn có rượu đây, huynh và đệ hãy uống vài chung rượu để nhớ hoài ngày đưa tiễn hôm nay nha. Dạ. Ngồi xuống đây. Đây, Hiền đệ, Hiền đệ hãy nhìn đi, bột rượu sủi đầy chung hàng sĩ. Nghĩ gì đây trong men rượu cay nồng, ta và đệ hãy uống đi và cười sảng sảng thay cho lời đưa tiễn. Cười đi đệ. Ôi tiếng cười vỡ vụn công gian, tay cho dạng lời đưa tiễn. Xin này cạn chén rượu hàng gì cho ngất ngây say lòng. Trời đất rộng tớm ta tan, mà tình ý lại khôn cùng. Biết làm sao chuyện bèo mây tương hồi, nghĩ thêm buồn những ngày sống núi cách xa. Chén rượu hôm nay nào phải chén quan hà, sao đưa tiễn lòng nghe buồn. Thân ca chép tốn công lặng lội, cố dược vũ môn để qua kiếp thành rồng. Uống đi đệ. Thôi đại huynh. Uống cạn chén này rồi chén nữa, rượu đã cạn bầu vừa tay say, mà lại tấm say tình tri kỷ. Ngày mai chỉ biết vàng đường mây. Đại huynh ơi, nhìn mái tóc của đại huynh đôi bọc như mây tăng hương. Để càng hẹn cho mình bấy lâu bị gạt cuộc nợ cân đây. Trong đời để phải nhớ hoài ly rượu hôm nay, cầm bầu gõ nhịp mà ca bài càng khai. Hồn cao rộng đại huynh đã vượt ra ngoài dòng quyền tôi, mà đệ vẫn còn lận đận cứ mang nhiều ân nợ công hầu. Rượu này nồng đến ngàn sao, hơi men thay lập ngàn câu ân tình. Chưa đưa dạng dầm trường đình, mà nghe thương nhớ hơn nghìn núi sông. Uống đi đệ. Mời đại huynh. Đi đệ. Bây dạ. Giờ ta phải đi nha. Dạ đại huynh. Đại huynh đi đâu? Ta đi ra đầu làng để chờ đệ.
để đệ còn phải giả từ người tri kỷ nữa chứ. Dạ nha, ta đợi đệ nha. Đa tạ đệ huynh. Tôi là công tử. Sao tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận. Tôi đâu dám giận. Bà làm sao tôi giận được. Trước tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Đã trái thân luôn là chốn thông trần, trong cuộc đời giá trá bạc đen, vinh nhục đã quá nhiều. Tôi vẫn còn có tiểu thơ là một cách tri âm, tâm chân tình xoa dịu niềm đắng cay. Là kẻ trắng tay tôi phải đành ơn phận, lãng ơi em đâu dám học đòi vì những trang thiếu phụ ngày xưa đã cắt tóc bán lấy tiền tiếng chồng lấy kinh đây mới hành trang trang chưa một tình và số bạc ngọn em đã chắc trong trao tay ân cần đưa tiền kia đăng trên gửi gắm vào đây tâm sự của riêng mình em đã dám dùng thu món bên cầu dừng qua vì nắng nghĩa căng thường bước qua dòng lễ bạn hữu danh đầy rằng chẳng công tụ em không dám mong cùng ai vui đau sướng vì chỉ mong chàng nghĩ chút nghĩa tương đi từng giây cho em nhẹ điều ân quan Quỳnh ơi ta nghẹn ngào trước khi tình nàng tha thiết qua biết nói gì đây khi mình vẫn trắng đôi tay trần lãng còn ấy là chiếc áo mùa em đã cất bằng tơ tâm sự em từng đêm em đã có Thank you.
thầm nguyện cầu trời đã đưa chú công danh. Cảnh hình vốn không ai gặp chờn mà đánh lửa, cua so gom lá sung dầu cho đủ sân học đi. Việc đọc sách chân tay lia đập người, em gắn dệt cho rồi thiên đau. Nàng đã rưỡi âm hồn ta qua cuốn dầm thương đình, tay ôm áo ấp vào trong ngực mong chưa mặc mà hơi ấm đã lên vào từng kẻ tóc chân tơ. Giữ mãi bên mình băng áo lùa ta nhớ hoài người cũng làm ở nơi. Sự bất nghĩa của cha em chi như ngọn đồi hẹn mòn. Còn tình của em, còn tình của em thì cao dời dời như ngọn thái sơn. Cay đắng ngày nào không còn nữa trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chịu cơ hàng để giữ vẹn sắc son, em xứng đáng cài danh liệt. Đời giàu cơ cực mà quá nhiều hạnh phúc thì ta biết nói làm sao cho tròn vẹn ý chân thành. Buổi tiễn đưa sâu quá nhiều bình tĩnh, xúc động nào làm cho lệ đứng đứng. Đợi chàng mãi ngủ vĩnh quy đâu
tướng quân. Điều chi? Dạ, vâng lệnh tướng quân, thần đã tìm được hai gã sĩ tử cùng làng với quan Tân Trạng, hiện đang đứng ngoài đợi lệnh. Được, mời vào. Tướng lĩnh. Dạ, được lệnh đời, hai tôi xin phép ứng hầu. Chẳng hay tướng quân có điều chi dạy bảo? Nhị vị hãy đứng lên không cần đa lễ. Dạ, dạ được tướng quân rồi, là đem dặn chuyện đó với hai người em. Dạ ơi, con đạp lên áo con bé. Hậu, hậu đậu quá trời hậu đậu rồi. Dạ, ta cho mời nhị vị tướng quân đến đây là để muốn hỏi về công tử Trần Minh, người cùng làng với hai vị. Dạ, dạ là nhị tử là em không ai Trần Minh. Vậy đó mà không hiểu tại sao mà tụi em nghe có chỗ cạn. Ta muốn hỏi đó là Trần Minh, người vừa mới đổ trạng Trạng Nguyên. Dạ, Trần Minh nó nghèo mà nó học nó chẳng xong. Dạ, cơm nó không đủ ăn, còn áo quần thì nó không có đủ mặc. Nó ăn mặc rách rưới lang thang, chỉ nhận một cái phố mà thôi. Dạ đúng. Dạ, quần áo của nó mặc đó, thượng quan nhìn đi như cái tàu lá chuối vậy đó thượng quan. Nó mặc có miếng gì à? Rồi có bữa nó đi nắng á, nắng quéo lên cho nó nhúng nước nó vuốt xuống. Rồi có đi ra ruộng cái gió thổi bay lên. Chưa đâu đại quan, bữa nào mà bão lớn lớn á, gió nó tóc bay mất tiêu luôn. Như vậy là vui dữ chưa? Dạ vui. Dạ vui dữ rồi. Đại quan vui. Dạ. Bây giờ không lẽ chỉ có cái khố chuối đó là vui đó sao? Dạ còn nữa, còn nhiều lắm á. Dạ, còn nhiều lắm. Dạ họ nhớ không hết đâu. Để dạ quan. Còn. Dạ này, nó còn có cái tật hay nói láo nữa thượng quan. Nói láo. Nó láo nó xạo dữ lắm. Bữa đó nó đi xin được con chén cơm vậy hen. Cái nó về nó đưa cho mẹ nó. Mẹ nó hỏi con ăn chưa. Nó chưa ăn mà nó dám nói nó ăn rồi. À vậy à. Thằng này nó nói láo thấy sợ luôn. Dạ đúng rồi, chưa đâu quan. Đã nó nghèo rồi mà nó không biết nó nghèo, không biết nó tự tin ở đâu á. Mà nó qua nó hỏi cưới con ông quan huyện. Rồi đó coi nó bị đánh chèm dẹp luôn, đánh mà thấy thương luôn, nó quýnh mà má nó nhìn nó không ra luôn. Thằng nó mê gái thấy sợ luôn. Có lẽ nào như vậy. Dạ đúng vậy, vậy đó. Mẹ nó tức quá, mẹ nó buồn, mẹ nó tủi, rồi mẹ nó ngủm luôn rồi. À thôi ta đã hiểu rồi. Chắc đại nhục quá. Dạ tướng quân nghĩ coi. Vậy đó mà nó chưa từ bỏ cái ý định đó nữa. Nó còn vẫn đeo đuổi cái tiểu thơ con của ông quan huyện tới cùng luôn. Lì lắm. Mà nó học, tướng quân biết không, nó học dốt lắm. Nó học giỏi lắm mà chỉ hơn hai thằng tôi chút xíu vậy thôi không nè. Không hơn luôn á, không hơn luôn á. À không hơn luôn đó. Mày ngu quá vậy. Hả? Tự nhiên mày nói nó hơn mình. À quên. Không có hơn luôn. Học xem với hai thằng em tôi vậy đó mà không biết sao đó. Mà nó thi nó đổ trạng, không biết là nó có lo lót hay là nó lấy lòng quan nậu trên triều đình đó. Chắc bữa đó. Cầm đi. Chắc... Nhà ngươi có muốn giữ lại cái đầu hay không? Ngươi có biết ai là người chấm cho hắn hay không? Trời, ai chấm cho đó là người đó không có biết suy nghĩ. Đó chính là hoàng thượng. Ôi, vậy là hoàng thượng không biết. Ê, trời ơi. Mày gan quá. Dạ trăm lại tướng quân, ngàn lại tướng quân. Tôi có mắt không có tròng. Dạ tướng quân thương tình bỏ qua. Dạ xin tướng quân tha thứ tội. Tướng quân à. Giờ sao? Dạ lỡ lời tướng quân. Nếu các người muốn giữ lại cái mạng thì dạ, hãy khai thật về quan Trấn Trạng Trần Minh cho ta nghe. Dạ, dạ nói về cái thằng Trần. À, dạ không, dạ không. Dạ nói về quan Trạng Trần Minh hả? Dạ. Hoàng thượng. Dạ là quan Tân Trạng Trần Minh đó là người văn hay chữ tốt, hiếu nghĩa vẹn toàn, nói chung là tình nghĩa trước sau như một, một là như hai, hai như là dạ, ba. Tất cả các ngươi thật là lẻo lự mà.
Dạ thiệt. Ngươi hãy nghe ta hỏi nè. Dạ. Ngươi hãy trả lời cho ta nghe. Quan Tân Trân đấu hỏi Quan Tân Trạng như thế nào có xứng đáng làm phò mã? Dạ, dạ bẩm đại quan, đại quan hỏi em xin thưa, Trần Minh thật là xứng đáng. Người có đức có tài đúng là chính nhân quân tử. Dạ bẩm thượng quan, dù trong lúc hàng đi nhưng vẫn có cái phong cách hơn người. Cha của Trần Minh là Trần Công xưa rất hiền từ, vốn là người trọng tộc danh gia. À, các ngươi thật là ba hoa, mới nói Trần Minh là kẻ bất tài mà bây giờ ngươi léo lự như sao? Dạ, anh lộn. Dạ, đâu có. Dạ, đâu có đâu quan. Quan thương hả? Hai ngươi thật là khi dễ ta mà. Dạ, dạ, đâu có. Giáp sĩ quân. Giáp quân. Tướng quân ơi, tôi sẽ rời khỏi nơi đây để chịu dòng thân dưới tay đau khổ. Nhưng xin cho tôi được nói lên lời sau cưới trước lúc ngàn thu vĩnh biệt. Dù có chết đi thì cũng chết có một lần, vì tôi biết mình đã vô tình mạo phạm đến lòng mò mà tương lai. Nhưng thật tình thì những điều tôi nói là không có sai. Quan Tân Trạng Trần Minh về quán tất cả cho mình mà hai đứa thật là trái trở mà. Các ngươi đã khai hai sự thật khác nhau hay sao? Dạ hồi nãy là nói giỡn, còn giờ là em nói thiệt nè. Ta để cho ngươi nói giỡn à? Tướng quân ơi, bộ mặt cuộc đời có hai bề đen trắng, có mặn nồng thì cũng Trạng Trần Minh vốn là một khách anh tài, nhưng thời vì ngộ đã trải qua nhiều là hôn ước bị từ vì nguyện quan tham vào khổ khó. Tuổi nhục nặng nề nên trần màu hơi giống thân, mang nặng trong lòng quẳng hận thâm sâu nên Trạng Trần Minh dần dần mền lòng lập. Chỉ gặp hội Long Dân Thánh Hoàng đẹp đi cả vườn, dù mong mây có được hiển vinh này. Dạ thôi thượng quan, để em thượng quan. Mất dạy. Mất dạy. Mới đây tới ông phủ hả? À? Ông phủ đâu mày? Đào, 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 đào. Cái gì? Mày kiếm cái đầu tao có đào. Cái đầu gì nào? Đầu gì? Hồi nãy tao bị tướng quân chặt đứt cái đầu á. Mất cái đầu xuống với ông phủ Diêm Vương mà hỏi cung á. Ông nói cái nào biết, gật đầu, cái nào không biết, lắc đầu. Không có cái đầu, đầu đâu tao lắc. Mày khỏi lắc đầu, mày trả lời cũng được mà. Không có cái đầu sao trả lời? Vậy mày đang trả lời với tao đó. Thì trả lời đó. Bằng cái gì? Bằng âm thanh nó phát từ đâu? Từ cái miệng á. Cái miệng nó nằm ở đâu? Nằm ở trong cái mày. Cái đầu mày đây nè. Thôi nó cái đầu còn nguyên. Không có chết. Mày nghe tao hỏi là mày. Hai thằng lương bằng nhau mà sao tao ca thấy bà luôn mày nằm mày khỏe quá vậy? Tao mét quan sáu à. Hai thằng lãnh lương bằng nhau mà nó bắt tôi ca không, nó nằm nó ngủ. Ê. Trước đây mày thề đi, mày lương mày bằng tao đi.
Mày dám thề luôn mày bằng tao không? Nếu tao hỏi ông Hà Mã rồi. Mày xấu, mày xạo quá mày. Dạ đi. Ê, dạ dạ dạ. Các người lẻo mép lắm. Trời ơi. Hai bộ nữa hả? Quên. Dạ một chút vào một tối cho ta. Dạ dạ dạ. Em khai hết rồi. Dạ bị bắt rồi. Dạ. Ba ba. Dạ dạ ba. Dạ con nương có cái ngục nào sáng sáng đi. Lẻo mép à. Đi. Hoàng thượng gia lâm. Ta cho người lui. Dạ. Hơn cái quân nhiều lắm. Trẫm miễn lễ, con gái của cha hay bình thân. Đội ơn phụ vương, cảm tạ phụ vương. Bích dân con. Dạ. Đã từ lâu rồi, cha muốn chọn ra người tài đức để kén rể đông sàng, phong làm phò mã. Nay ta thấy quan Tân Trạng quả là người xứng đáng. Cha sẽ cho hai trẻ gặp nhau để tiễn bề quyết định. Buông tâu phụ vương, phận làm con áo mặc sâu hoa khỏi đầu. Phụ vương đã quyết định thì con xin vâng lời. Tốt, tốt lắm. Cấm vệ quân, cho truyền quan Tân Trạng đến đây gặp ta lập tức đó nha. Bích dân con. Dạ. Con hãy vào trong trang điểm lại đi con. Phụ vương thấy rằng con cần phải trang điểm lại hay sao? cha biết con gái của cha đẹp lắm. Nhưng mà... con tin rằng quan Tân Trạng không đến nỗi nào khó đâu phụ vương à. Bích dân con. Dạ. Cha thấy dường như con có ý xem thường quan Tân Trạng thì phải. Nhưng mà làm thân con gái trong tứ đức chữ dung cũng không đáng để cho con xem nhẹ. Và trong đạo nghĩa vợ chồng, sự tôn kính lẫn nhau vốn cũng rất ư là quan trọng lắm đó con à. Tâu phụ vương, con đã dò hỏi kỹ rồi. Quan Tân Trạng đúng là một kẻ hàng gì ao mồm ngu lắm. Nay được giá duyên cùng công chúa, nghe tin là mắt choáng hào hoa. Cha muốn rằng trong chúa con chùa phải thuần tinh nên là con muốn ở đây để được nhìn Tân Trạng chắc sẽ lực cười vì trẻ hơn qua một cước lên mây chốn mặt mày cái mặt cô cầu chắc cũng vui lắm đó phụ vương. Cha chỉ còn đường hai khi nào cha cần con hãy dân con. Dạ. Nhớ lời cha dặn, hãy trang điểm lại đôi chút nha con. Tâu dân. Ừ, giỏi. Dạ, tâu hoàng thượng. Điều chi? Dạ, quan Tân Trạng đã đến, đang đứng ngoài đợi lệnh. Được, cho mời quan Tân Trạng vào đây. Tuân lệnh. Dạ, thần xin đế đầu kính bái thánh quân, kính chúc thiên nhan muôn muôn tuổi. Tấm miễn lễ, Tân Trạng hay bình thân. Này quan Tân Trạng, trẫm khá khen cho Tân Trạng còn trẻ mà văn tài xuất chúng. Bút sa châu, bụng chưa toàn là kinh luân. Cho nên trẫm muốn sắc phong thanh đàn bất dân con ta cùng rất mặt mày ngày. Dạ tạ thân quân đã có lòng đôi tường, nhưng ở quê nhà thần đã có vợ hứa hôn, không thể nào dâng phụ cho đành tâm. Đành phụ lòng thương mến của thân quân, ta không cần biết lý lẽ
nào khác hơn. Lệnh vua ban ra phải tung mạng cúi đầu bằng cái lời cam chịu đầu rơi. Dạ, cuối xin thánh thượng lấy đức anh quân mà dung tình thứ tội, vì thần có thể phụ tình tâm mạng. Nghịch mạng võ đạo quân. Dạ khoan, xin phụ vương hãy cho con hỏi tân trạng vài câu. Được, cha cho phép, con cứ nói. Tân trạng, ngài muốn chết cho giữ tròn đạo nghĩa, ta cảm phục lắm. Nhưng theo ý người, giữa chọn tình và hiếu, ngài hãy chọn bên nào? Nguyên tông ơn sanh thành dưỡng dục chí như trời như biển, nghĩa phu thế dù nặng cũng chẳng sanh bằng. Tốt lắm, vậy thì tại sao tân trạng quên lời nói cần đúng việc làm? Hỏi gì ai mà lĩnh mẫu từ chồng? Phận làm con phải rửa hận cho cha mẹ, phải trả lời cho đó cũng nuôi. Tại sao người chọn có kẻ thù làm vợ? Chỉ tại quyển quan đổi lòng đen bạc, trước kia hai nhà đã kết nghĩa thông gia. Là con nàng không cãi lời cha mẹ, nhưng chữ thủy chung nàng vẫn thề giữ vẹn. Vì tôi cơ hàng nàng vẫn một lòng son sắt, quyên kinh dặn dò tôi nấu sử soi kinh. Bằng báo sớm hôm nàng dành dùm ba tiền, đưa tiền tôi lên đường để lập chữ công danh. Ngại cha nguyên ngại nói chuyện lạ lùng, thiếu thơ ở viện đường mà bằng báo sớm hôm. Thưa công nương, lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Vì quyện quan thấy tôi nghèo nên khinh bạc đuổi xua. Dù cha nàng xem chuyện ân tình như trò đổi chát ban mua, nhưng nàng đã quyết giam vượt quê môn để trải danh liệt phụ. Nàng bỏ gia đình để theo ngài à? Thưa không, người tiểu thơ quê cát đã lìa bỏ các phượng lầu son bạc vàng xa mã, tảo tần thương có trăng tầm dệt lụa, dựng nên quan gấm ở gian sông, vượt khỏi miệng tiên thị phi. Tuy chưa ga nghĩa phu thê, nhưng tình nàng chẳng khác chi vợ hiền dấu thảo. Nên hạ ngưu cảm thấy trong tình yêu còn có cả niềm kính phục. Nè tân chàng, ngài có quá lời tán dương ca tụng phu nhân chăng? Thưa dạ, không. Chắc phu nhân của ngài ở nhà có nhan sắc đẹp hơn ta. Thưa công nương, nhan sắc của tiện nội chỉ là thứ sắc hương của loài hoa đồng cỏ nội. Làm sao dám sanh với công nương là một trang tuyệt sắc giai nhân? Như vậy chắc phu nhân có đôi mắt hữu tình và đôi tay ngà trao ngọc chuốt hơn ta. Đôi mắt với đôi tay nàng đâu bì được với công nương. Như vậy, tại sao ngươi từ chối làm phò má chứ? Thưa công nương, tất cả nhan sắc mà công nương có, hiền phụ Quỳnh Nga không làm sao có được. Nhưng thần đã trót yêu nàng ở những cái mà công nương không có được. Ngươi có thể nói rõ hơn cho ta? Ví như đôi mắt nàng không long lanh hơn công nương, nhưng trong đôi mắt đó thật nhìn thấy có một thư tình sâu hơn biển. Đôi tay nàng tuy không trao chuốt như công nương, nhưng đôi tay đó lại mang sức sống đảm đang và xây dựng. Thân thể nàng hao gầy phù heo hơn công nương, nhưng thằng thấy trong đó có một trái tim thâm đỏ mau chung tình. Ngươi phụ vương. Sao rồi? Nghĩa là ngươi đã từ chối lời làm phò mã. Tôi thần xin dập đầu thọ tội, chứ không thể nhận lời. Lệnh vua đã phán,
ngươi đã đọc sách thánh hiền, ngươi có biết cãi lại lệnh vua là tội như thế nào không? Tâu đành đặt sách có câu: quân sự thần tử, thần bất tử bất trung. Nhưng kẻ bày tội xin được trung với vua với nước, khi quốc gia lâm biên, thần xin trải thân đền đáp. Còn nay chúa thượng bảo thần phải bất nghĩa phụ có, thì thần xin lấy cái chết để bảo toàn đạo nghĩa. Nghịch mạng vô đạo! Con xin phụ vương hãy dặn con lối đình thanh đô. Con trẻ dập đầu xin tha tội cho kẻ dám giữ trọn cương dũng, nhất tâm vẹn giữ chữ chung tình. Dân con cha là vua, quyền quý tối thượng, vậy mà trong chuyện chọn phò mã cho con khó đến như vậy hay sao chứ? Đành vậy tâu phụ vương, nhưng khi một vị tổng chúa lấy chồng, sao lại phải được tha thứ cho kẻ nào dám chống lại lệnh của cha. Truyền tướng quân lệnh. Phụ vương ơi, con xin phụ vương hãy suy xét lại. Đi lệnh. Phụ vương ơi, nếu phụ vương chỉ gì cũng giữ tròn đạo nghĩa mà kiếm đâu? Phụ vương nếu chỉ gì đông dẫn nhất thời mà phụ vương xuống lệnh giết đi người, con e rằng trong thiên hạ thần dân sẽ không bao giờ để phục nó phụ vương à. Bò mã bò, nhanh lên. Đây, đây là thanh thượng phương bảo kiếm, chém sắc như chém bùn. Ta có thể chém 10 cái đầu nhà ngươi rơi cùng một lúc. Nhưng ta cho nhà ngươi một cơ hội nhận lời làm phò mã, hay là chọn thanh kiếm này. Chàng, xin chàng đừng nhận kiếm. Cảm ơn công nương đã có lòng lo lắng, nhưng thần không muốn làm người phụ bạc. Tâu chúa thượng,
thần xin được nhận kim. Ngươi! Phụ vương! Phụ vương! Ngươi không ân hận chứ? Muôn tâu bằng một thái độ bình tâm chọn lựa, để không trái đạo làm người, thần không hề ân hận. Nhưng nếu được nói, thần xin được tỏ bài, là bây giờ nàng rất căm giận người xưa. Tại sao? Tại sao người lại căm giận người xưa? Muốn tâu bệ hạ đọc giảng quyển trăm kinh, thần không thấy ai khen chuyện Ngô Khởi sáng thi cầu tướng, mà chỉ hết lời ca ngợi anh dám xem thường quy vũ, để được giảng tình chung với người vợ hiền tâm mặn khi thời xuân sắc đã phai tàn. Ta nhận độc dược chúa ban, chớ không phụ người ban chặt gối cơ hàng. Khi tranh đoạt công danh ngoài chuyện đông đền ứng tri hộ, thần cũng mong đem chút tài hèn để giúp nước an dân. Nhưng mới vừa nhận áo bảo đai công, thần lại phải đổi trên đầu thanh gương bào ngược. Tại sao cô nhân không giải dòng thề trong sách sử, vừa sợ lo vừa ân hận khi phải chờ đợi lệnh nghiêm hình? Ngươi, ngươi vừa nói với trẫm rằng ngươi không sợ chết kia mà. Muôn tâu thanh như ngũ đê, nhân như tam dương, hiệp như ngũ ba, mạnh như ô hoạch, dũng như mạnh môn. Hạ dục mà còn phải chết, quay tranh khỏi cái chết đâu mà thần phải sợ. Nhưng thần sợ đây là khi thần chết, trong muôn dân không còn dám yêu nhân nghĩa, ghét bảo tàng nữa. Lúc đó thì lòng dân sanh loạn, đất nước sẽ lâm nguy. Dân loạn nước nguy thì xã tắc có còn chi, cơm bạo lực có giữ được chiếc ngai vàng chớ rồi. Là một vị vua ngồi trên ngôi cao chính bệ, phải chọn điều thinh bạc với sơn hà. Công chúa ơi, thần nguyện một lòng son sắc như huỳnh cá, dầu sấm sét cũng không thay lòng đôi nhà. Nước đã làm dòng thuyền trôi về bên là dân thương về bên cũ. Cấm vệ quân! Phụ vương! Cấm truyền! Phụ vương! Truyền đưa tân trạng Trần Minh về dịch xá, đợi lệnh trẫm. Dẫn dạ, đi! Tạ ơn đức thanh quân. Đợi ơn phụ vương. Bích dân con! Dạ! Con hãy tận dụng nhan sắc của một vị công chúa cùng với bát vàng vạn thẳng và quyền quý trùm thiên hạ. Đây, đây thành thượng phương bảo kiếm, và trao lại cho con. Nhớ dùng quyền quý tối thượng và bát vàng vạn thẳng mà mưu cầu hạnh phúc nghe con. Đời ơn phụ vương. Danh lời đua chiến
đau cho đời nữ hoa. Vui nhìn lúa trái nhung xa, hỡ thời con gái là quá ngọt thanh ni. Vỗ tay dựng đèn đại quân, dựng đèn đại quân, dựng đèn đại quân. Ai 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 đó, ai đó, đại nè, đại quân. À, Hiền Đệ, đại quân, Hiền Đệ, đại quân ơi, trời ơi, mừng quá, mừng quá. Sao vậy? Sao đại quân nhìn đệ ngạc nhiên vậy? Hiền Đệ, lại đi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Mình nhấp vài chung rượu để mừng ngày tương hội với đại quân. Khoan đã, lòng ta chưa minh bạch thì ta chưa thể nào uống rượu được. Đệ hãy nghe ta hỏi đã. Vâng, đại quân cứ hỏi, đệ sẵn sàng rửa tay mà nghe đây. Hiền Đệ. Dạ. Tại sao đệ dám mang hình hài xô xát về đây chứ? Sao vậy đại quân? Sao đại quân nó cấm đệ trở về cái nơi mà đệ còn dương vấn thâm tình chứ? Hiền Đệ. Dạ. Đệ có biết tại sao là ta hỏi đệ những lời hằng học như thế không? Dạ. Tại sao vậy đại quân? Tại vì đệ đã làm phủ giống ơn một người con gái và làm tuổi giống hồn của bá mẫu. Đại quân muốn nói tới Quỳnh Nga. Chứ còn ai nữa? Nàng đã vì ai mà từ bỏ cuộc đời tiểu thơ và đôi bàn tay cần lao đặt vào vai của đệ với một tình yêu thuần khiết. Đại quân, đệ thành thật xin lỗi đại quân. Tại sao Hiền Đệ xin lỗi ta? Vì sao? Vì tiểu đệ nó đổ trạng rồi. Hả? Đổ trạng rồi. Đổ trạng rồi. Đổ trạng rồi. Thôi đi Hiền Đệ. Dạ. Mấy tháng xa cách, ta mong rằng Hiền Đệ không còn thay đổi ta tính nữa. Nè, đổ trạng mà tại sao mặc như thế này? Về làng không có chiếu chỉ của vua, quan huyện sở tại không hay không biết là sao chứ? Đại quân, để còn ai ở đây đâu mà làm cho rỡ ràng dòng họ chứ? Cho nên thế nào? Tệ mới quỳ xin với đất thanh quân đừng bàn chiêu không bao được, để sẽ tùy ý sắp xếp. Tại sao hôm nay quan trạng trần hạ minh lại xin làm điểm đã đời? Tôi với dùng điện và hiền mũ Quỳnh Nga để phải dành bao tình cảm thiết tha. Hai người đó tình bao thâm trọng để phải hết lòng lo lắng liệu con mừng nhau cho hết sức đỡ đàn cho xứng với tình và thâm ân. Thế à? Để mới xin làm vẫn chưa tròn lòng yêu thương. Như vậy là đệ đã đấu trạng rồi. Đệ đã đấu trạng rồi. Sinh ra đó là cha mẹ hiểu được ta có chồng mình. Bây giờ bỗng nhiên ta thèm rượu. À, ta lại nhà anh sáu mua rượu. À, đừng quên. Không cần mua rượu đâu, đệ đã có rượu rồi. Thôi, nhưng mà rượu này, đây không phải là rượu Trạng Nguyên hay là Ngự Tửu, mà đây là rượu đệ đã ra mua ở một quán nghèo bên đường á. Rượu quán nghèo? Dạ. Hiền Đệ, bây giờ Đỗ Trạng Nguyên còn uống rượu quán nghèo sao? Hiền Đệ uống cho đại quân. Đại quân ơi, rượu quán nghèo nhưng nồng nàn xin kính cẩn tay nâng mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn ý thâm tình. Rượu Lạc Trạng Nguyên thì để chỉ xin giang uống một mình, đâu dám rót làm bẩn môi người nghe khi xin gỡ
tới vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Cởi áo mão cơm đây gửi cho quân hồng trần, mặc nguyên áo cơ hàng để mừng bàn tướng đi. Đưa tướng hùng đại huynh hai uống ngàn đi, nhấp chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiền. Được, ta uống đi hiền đệ. Uống đi đại huynh. Mời đại huynh cạn thêm chén nữa. Uống đi hiền đệ. Hảo bằng hữu. Góp chứ đi. Hảo bằng hữu. Uống nữa nghe đệ. Chúng lỗ chưa chơi được chỉ mến đồng, xin đa tạ cho nhiều thâm cảm dương dấn trong lòng nghĩa cố đi. Hơi rượu hôm nay ước quân tình ngày cũ, sao đang nghe còn hơi hướng của trạng nguyên. Rượu đã mất ngon rồi đại huynh, vì ta xin cùng ai càng dài chúng nhỏ, rồi quay về vui khu bấm cài sôi. Đại huynh nở lễ cho đệ. Khi được áo mạo cân đây, đành phải mắc bạn cho đại huynh. Biết làm sao được, khi đôi bằng hữu đã có kẻ phân chia giai cấp. Đại huynh, còn lời lẽ nào để dặn nhau chăng? Còn chứ. Đây, ta xin trao để nhặt bóng lúa mới và hãy cho lời dặn dò. Khi đã được cao sang thì đừng quên những người cùng lắm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh. Họ là những người ân, nhưng lớp người nó chịu nhiều khuyến mạc của hãng người. Áo rộng, mũ cao, ăn trên, ngồi trước mà bây giờ để dẫn thân vô. Đang trọng nhận trong tay nhặt bông lúa mới thơm to, và tâm nguyện để xin giữ trọn lời ghi tán. Trong đời đây chỉ có hai người thân yêu nhất, là hiền phụ Bình Nga và bằng hữu Nhân Điền. Nghe để nói như vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Đại thôi huynh, bây giờ ta đi nha. Tạm biệt đại huynh. Nhớ gặp lại người tri kỷ nha. Dạ. Ta đi đi. Tạm biệt đại huynh. Đi nha.
thôi được. Đại nhân tao. Đại nhân vừa mới gọi. Tao gọi ai? Dạ gọi tiểu thơ. Tao gọi tiểu thơ chứ có gọi mày đâu, mày già lẹ miệng quá vậy. Không gọi con thôi. Vô. Ê, ai cho mày đi vô? Thì đại nhân bảo là đại nhân không có gọi con, thì con đi vô chứ làm sao? Đại nhân nói đại nhân không có gọi con, nhưng đại nhân đâu có cho con đi vô đâu con. Gì chứ đại nhân đi vô, giờ đại nhân mày đó. Sao? Đại nhân muốn nói gì? Nghe nè, bước tới nè. Từ ngày mày rủ gái tao ra đây bán lụa, bán vải, tiếp xúc với đủ hạng người, mày quên hết lễ nghi rồi phải không? Mày có chừng tao à? Dạ. Hồi sáng á, bị một bà tay chưa tởn hay sao? Còn mày dám gì? Con gái tao thần thảo sớm hôm là cũng tại như mày. Dạ, đại nhân nói vậy quan cho con tắt. Con chỉ là người hầu bán tiểu thư, chứ con nào có biết gì đâu. Con gái bây giờ mới tự lo thân, đừng đành khóc thầm với mẹ tới cha, sống cho con thiên đức ân thần, xin gió thần xuống đầu mà nam. Dạ cái con. Dạ gì? Dạ dạ thì bộ tao cha mày sao mày dạ mày xin con với tao? Dạ thưa ông, tao ông nội mày hả? Không, hay ông cố mà kêu bằng mà xưng ông với tao? Vậy chứ giờ đại nhân muốn con kêu đại nhân bằng gì? Không lẽ anh kêu bằng anh? Mày giúp mặt mày hả? Dạ giờ đi đâu? Đại nhân tính kỳ, ra cũng không cho mà vô cũng không cho, giờ muốn gì? Đưa ra coi. Dạ. Mặt mày sao? Nay nhiêu tuổi rồi? Nay nhiêu tuổi rồi? Dạ cộng tới cộng lui gần trăm. Xong vụ này mày làm ơn mày về mày kiếm chồng mày đi. Không có chồng mày khùng quá, nặng quá. Đại nhân ơi. Nhan. Đại nhân kiếm chồng cho con đi. Rồi được mà. Đại nhân thương con lắm. Tao sẽ làm mai thằng vịt mũ cho mày. Cái thằng đó mà con đem về á hả? Con cho nó bơi như đại dương luôn. Rồi vô kêu tiểu thơ đây. Dạ. Vô kêu tiểu thơ đây nói chuyện. Dạ. Nhanh lên. Kêu nữa hả? Kêu tiểu thơ đây. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ. Ông kêu kìa tiểu thơ ơi. Okay, tiểu thơ ơi. Ông tới tiểu thơ ơi. Dạ. Dạ thưa cha, nghe lệnh mời con trẻ ứng hầu. Con đang làm gì ngoài đó vậy con? Dạ, con hái lá dâu cho tầm ăn đó cha. Trời ơi, giỏi quá. Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm hả con ha? Dạ, nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó cha. Nhiều khi tối sợ muỗi cắn phải giăng mùng cho nó. Hễ nuôi là thương. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ, quay tua, tơ dệt lụa, muỗi cắn hết sức á, mà con cũng cắn răng chịu, không có dám đốt lửa hung luôn á cha. Ủa sao vậy con? Dạ, khói làm chết tầm sao cha? Trời ơi, lẩm đẩm ra mấy con tầm nó còn có phước hơn cha. Ngủ tối còn có người giăng mùng cho nó ngủ, còn cha để cho mũi cắn chơi. Cha. Rồi sao, rồi mấy năm nay con sống về con thấy có sung sướng không con? Dạ, con ở đây với Tiểu Loan á, phải thức khuya dậy sớm, hớt đường tơ, rồi kéo kén, rồi quay tơ, rồi dệt vải. Công việc không có được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha. Nhưng mà được cái vui á cha. Vui? Dạ. Nhờ vui cho nên con mới quên cha quên mẹ luôn đúng không con? Bỏ mặc cho mẹ cha buồn khổ, miễn con vui là được đúng không? Dạ thưa cha, con trẻ đâu có làm gì đâu mà cha mẹ phải buồn khổ. Chứ con còn muốn làm sao nữa để cho cha mẹ buồn khổ. Cứ khóc cứ khóc á, con khóc lắm với mẹ với cha hết ngày này qua tháng nọ. Đến nỗi á, mẹ cha phải để cho con vượt khỏi quê. Thank you.
lao. Mời thần cho ngắn làm vua dùng nhan tay tâm tay sản khôn có quay lại sông đường. Khi cha mẹ muốn cho con sung sướng á thì con lại đòi làm lụng cho khổ nhọc. Cha mẹ rầy la con lại trù ẻo cho gia đình lâm biếng là sao chứ? Cha, con chỉ ví dụ vậy thôi chứ có trù ẻo gì đâu cha. Còn gì nữa không trù ẻo? Trong khi đường công hầu trước mặt của cha thênh thang rộng mở như vậy, cha quyết ý lên thì con lại muốn cho gia đình mình suy sụp là sao rồi? Tại sao vậy con? Dạ, cha ơi, con thấy bức công hồ khanh tướng như bột nước đầu gành, đâu có gì là chắc chắn đâu cha. Sao lại không chắc chứ? Để cha nói cho con nghe. Bây giờ á, nước công danh của cha bây giờ là đang chuyến này sẽ lên, không còn làm người nữa. Tiểu thơ cha ơi, sẽ lên. Tiểu thơ, trời ơi, tiểu thơ ơi. Tiểu thơ ơi, cái con mọt á, tiểu thơ. Trời ơi, nó đụng quét cái cây trinh trinh, cái lỗ to chả bài là tiểu thơ. Cho đại nhân đánh con. Tụt tập coi luôn như quýnh mày. Cái phần mà sâu dân mọt nước á. Cái dạ. Đó cái gì? Dạ đâu có. Mày thấy tao đứng đây tao nói chuyện mày nhào ra một cái một. Đang nói chuyện với tiểu thơ mày. Mày không biết chắc gì hết á. Nhào ra mày nói sâu mọt gì. Mày chỉ vô mặt tao. Mày nói tao sâu hả? Cái mọt. Dạ không có. Tại vì đại nhân nghĩ vậy thôi. Con tưởng đại nhân về rồi. Bây giờ mày tính đuổi tao luôn đúng không? Dạ đâu có đuổi. Mày mới nói tao về rồi. Thì bây giờ đại nhân về đi. Mày đi vô. Vô nữa hả? Vô dọn hết đồ. Nghe không? Soạn đồ của tiểu thư rồi mang về liền ngày hôm nay. Cha. Vậy lên. Soạn không tiểu thư? Vô. Dạ thôi. Vô trọng lẹ lên. Cha. Cha ơi. Về chi mà gấp chứ vậy cha? Dọn đồ về liền. Về trang điểm lại dung nhan để đón tiếp con trai của quan tường phủ liền ngày nay. Nhanh lên. Không, con không đón tiếp ai hết cha ơi. Quan tường phủ ngỏ lời hỏi con cho con trai của người, nghe chưa? Dạ cha đã nhận lời. Tất nhiên mà cha phải bằng lòng chứ. Tại sao cha không hỏi ý con? Hỏi ý con để con từ chối à? Cha đã biết con đã từ chối, sao cha còn nhận lời nữa chứ? Dạ ơi. Dạ. Cãi hoài, áo mặc sao qua khỏi đầu. Cha mẹ đặt câu mới ngồi đó, không có cãi nữa. Nhưng mà còn lời ước hẹn với Trần Minh. Trời ơi, cái lời ước hẹn ngày xưa đó cha đã xem và hủy bỏ từ khi đuổi mẹ con nó ra khỏi huyện đường rồi. Hay là con với nó cùng, con cùng với nó nặng lời hẹn ước chứ. Dạ thưa cha, ngoài lời ước hẹn của cha mẹ đôi bên, con đã cùng Trần Minh thề giữ trọn lòng chung thủy. Thì con trẻ đâu dám dông thề mà thay thuyền đổi bến được cha. Bến đã lỡ, thuyền đã mục rồi con ơi. Con ráng thay đổi đi để cha mẹ nhờ cái được không? Cha không hiểu con nhìn thấy cái gì ở Trần Minh. Tự nhiên con hiểu mình chờ đợi quý hoại tương lai của mình như vậy chứ hả? Dạ thưa cha, khi hai trẻ mới tượng hình thì có biết tương lai là thế nào đâu. Mà cha mẹ cũng chỉ phúc giao hôn cho con trẻ. Lúc đó nhân cơn tổ hứng rồi vui miệng hứa mà đại hứa càng thôi. Rượu nói rượu làm chứ cha đâu có làm đâu. Cha ơi, bây giờ hai con đã lớn khôn, không cần ai xúi biểu mà hai con sáng suốt tự chọn lựa thì có gì để cho cha phải bận tâm hả cha? Thôi, cha nói cái gì con cũng cãi hết trơn là sao? Cha. Bây giờ, con đừng bao giờ tin cái chuyện thằng Minh nó đổ rạc mà con thất vọng, con hiểu không? Không bao giờ đổ nữa. Con làm vợ con của quan tường phủ cũng làm quan vậy. Cha ơi, con thành phu nhân. Con không ham địa vị phu nhân đâu cha.
con cũng giữ vẹn lòng trung thủy với Trần Minh, đâu phải là ham làm vợ Trạng Nguyên. Con chỉ muốn tròn chữ đạo nghĩa, không thẹn với cỏ cây thôi cha. Bây giờ nói gì thì nói, muốn gì thì muốn, con phải về liền ngày hôm nay để tiếp con trai của quan tuần phủ. Cha không có cãi lời nữa, không có cha con cãi cũng vô. Nhưng con về vô hết đi. Dọn đồ về còn không cái đốt bây giờ. Dạ được rồi, con về. Cha con về mà cha. Về liền ngày hôm nay. Cái mỏ này cũng dữ lắm nè, ra dòm thấy cái môi không. Ai đây? Cầm đi. Quá hổn, cái này là hổn dữ luôn, hổn dữ. Nàng có biết ta là ai không mà biểu tim nè? Lão huyện quan già có phải không? Quá hổn. Đã biết ta là huyện quan sở tại, là vua ở cái huyện này, dám gọi ta là già này già nọ. Nàng ở đâu tới đây? Con cái nhà ai mà hỗn hào như vậy chứ? Thật tình là nhà ngươi muốn biết lắm sao? Muốn chứ, muốn biết cho rõ ràng, để cho lính cầm đầu đem về chốn nhà môn. Con nàng biết tay biết mặt, lão huyện quan già này thì không phải là cái chỗ để nàng dẫn nè. Nghe ta nói ra và ngươi sẽ kinh hồn kiếp sợ. Cúi đầu xuống thật sâu mà ta tội nhân còn rung. Nàng tiễn và ngang trời, nghe không giữ đây mà còn đi dám chút đâu. Ta nói cho nàng biết, dân ở trong huyện này dám mặt ta đó, không ai dám lên. À, thì ra lão huyện quan ức túc cho nên vô cùng tàn bạo. Đúng á, ta là vừa quan huyện uy quyền và tàn bạo như vậy đó. Nàng biết danh ta rồi chưa? Bây giờ nghe ra, trả lời từng câu hỏi của ta. Nàng từ đâu tới? Kinh đô. Kinh đô. Trời ơi mà kinh đô. Con cái nhà ai? Lão huyện quan qua gia đừng vũ lễ. Nhà ngươi có biết đây là ai không? Là công nương đó. Ủa quá tội rồi, sao lại quán này nữa? Qua con rồi mà. Nay con hát nữa hả? Im đi. Công nương nào? Gì công nương? Trời ơi tính rung cây nhát khỉ. Nghĩ sao mà nói đây công nương ta tin, tự nhiên công nương lộn đây làm gì? Xuống đây làm gì? Có cái gì? Vậy thì vô dân mới làm hết hồn à. Người có biết đây là gì không? Cái gì mà tự nhiên ta nghe cái âm? Ta là tướng quân giả lộ, theo được lệnh của Thánh Hoàng để bảo vệ công nương. Khỏi gần gì? Khỏi giới thiệu ta cũng biết lộ rồi. Làm sao? Cái gì? Thiệt tao còn chưa sợ ở đó mà lộ bây giờ cái gì chứng minh là ngươi là người của nhà vua. Đây là lệnh bài của nhà vua và đây là thượng vương bảo kiếm. Cái này mua ngoài chợ cũng có vậy. Hỗn xộn. Trời chứ bây giờ ủa thiệt luôn hả? Được coi cái kia kìa. Đây nhìn cho kỹ đi. Đúng rồi. Dạ. Dạ Thánh Hoàng dạng tế, dạng tế. Giả lộ. Dạ. Hãy trao gươm lệnh cho ta rồi nhà ngươi hãy lui đi. Dạ. Xin kiếu biệt công nương. Hai gươm được hả? Hai cây luôn. Im đi. Một người mà hai kiếm. Công nương. Dạ trăm lại công nương, ngàn lại công nương. Mắt già ngờ gệt không biết công chúa Gia Lâm. Dạ chậm trễ tiếp nghinh, dạ xin công nương thứ lỗi. Bây giờ ta muốn nhà ngươi hãy về và cho ta mượn ở chỗ này một lát có được không? Chẳng những một lát mà mấy lát cũng được. Nhưng mà thần muốn ở đây nhìn công nương để chiêm ngưỡng sắc đẹp này. Nhà ngươi muốn chết à? Chưa sớm vậy. Chưa, từ từ. Công nương muốn hỏi gì? Đây là nhà của con gái của Hạ Thần.
là con gái của thằng tên là Quỳnh Nga. Con gái của nhà ngươi tên là Quỳnh Nga. Dạ đúng rồi. Là cũng là vợ hiền của quan Tân Trạng Trần Minh. Trần Minh Thường đổ tràng. Thằng này nó mà đổ tràng là ta chết chắc. Trời ơi là chắc. Ta hỏi tại sao nhà ngươi không trả lời? Ta hỏi gì quên rồi. Mới hỏi gì quên. Nhà ngươi giỡn mặt với ta. Không phải hỏi gì quên. À quan Trạng Trần Minh đổ tràng à? Đúng rồi, Trần Minh với Quỳnh Nga hai người thề hẹn với nhau. Hai đứa đó là dư vợ chồng nữa. Im đi. Khi đến đây là ta đã biết tất cả rồi. Biết sao không hỏi? Nhà ngươi hãy về đi. Dạ thưa công đương. Dạ hôm nay là ngày 16. Dạ mời công nương ghé ngang thệ xá ăn một bữa cơm chay. Dạ. Nhà ngươi mà cũng biết ăn chay nữa. Dạ không, thần nấu ai ăn ăn, thần ăn mặn. Công nương dạ, dạ, ăn chay đi. Bây giờ nhà ngươi muốn sống hay là muốn chết? Chết. À không, tôi lỡ mà. Về rồi, rồi về. Đúng là lão già dịch. Dạ, kính chào tiểu thư. Nàng gọi ai là tiểu thư? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao? Nhưng ta cấm nhà ngươi gọi ta là tiểu thư. Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự nghĩ dùng danh xưng tiểu thư để chào hỏi đâu có gì thất lễ, sao lại cấm tôi? Nàng tên gọi là Quỳnh Nga. Dân, ta nghe nói nàng buôn bán được lòng khách hàng lắm mà. Đây là đây là tiếp khách của nàng đấy sao? Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, cũng tùy theo tánh ăn nách ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi, sông lớn thì rộng, nhưng vào mương vào lạch thì phải hẹp chứ. Nàng thông minh lắm, ăn nói đáng mặt lắm. Vậy thì bây giờ nàng phải ở lại đây để cho ta chọn hàng và ngã giá chứ. Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm, lụa hay tơ? Ta không cần những thứ đó. Nếu tiểu thư không cần những thứ đó thì ở đây tôi không còn gì để bán cả. Còn chứ. Còn cho nên ta mới lặn lội đường xa đến đây để mà mua đó chứ. Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa thì tiểu thư còn muốn mua gì ở đây? Ta muốn mua một trái tim. Một trái tim? Phải, hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người. Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Xin mời tiểu thư hãy đi nơi khác mà mua mà bán. Vô lễ. Bây giờ ta cho nàng biết, ta chính là công chúa Bích Dân. Dạ, vì không biết nên chậm trễ tiếp nghinh, xin công nương xá tội. Vô nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng chất chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành để tìm gặp võ quan chi huyện tên gọi Quỳnh Nga, là ta muốn một lần gặp. Vì sao công nương giữa ngàn gian dâm mà chỉ muốn tìm gặp Quỳnh Nga? À, chắc là công nương dân du hành lớn mới. Không, ta một mình vượt được xa tìm đến nơi này chỉ muốn gặp Quỳnh Nga. Ta tuổi thờ quốc ức của một vị công chúa tâm cung, cho nên ta mới liều giữa quê chung. Tâm sự nặng nề quả lưng giữa lòng đau. Sao từ kinh kỳ tráng lệ dạng dẫm núi sông, Quỳnh Nga đã làm gì đắc tội với công nương? Vẻ quan hận làm nghe mưa dụng nhà. Đừng tò mò tọc mạch nữa. Bây giờ lấy tư cách là Bích Dân công chúa, ta hỏi nàng là gì của Trần Minh? Tâu công nương, điều đó công nương đã biết. Tại sao hội tiện nữ đi làm gì? Sao vậy? Sao nàng dám bảo rằng
ta đã biết. Vì nếu chưa biết thì công nương đâu phải tốn công lặn lội tìm gặp tiên nữ, một người chưa từng quen tên biết mặt làm gì. Khá lắm, nhưng ta muốn chính miệng nàng nói ra điều đó. Nếu công nương muốn thì tiên nữ xin dâng. Tiên nữ và Trần Minh Đà Nẵng tiên giao thề cho hai bên cha mẹ cho nàng chăm cây gấm dốc và muôn lượng vàng rồng. Tiếp theo đó là một điều kiện. Đúng đó, sao nàng thông minh vậy? Điều ấy có gì là lạ đâu, vì đâu có ai đem bạc vàng châu báu mà không đòi điều kiện bao giờ. Vậy xin công đương hãy thẳng thắn đặt ra điều kiện. Nào có khó gì, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi. Nếu điều kiện chỉ nhỏ mọn so với số bạc vàng gấm dốc công chúa đã ban thì phần thấp hèn xin lấy phần nhỏ mọn. Đừng chấn hóm gấp lời ta, hãy để cho ta nói hết. Cha nàng thì sẽ được bạc vàng châu báu và sẽ được thăng quan tiến chức với một điều kiện nhỏ là nàng hãy nhường Trần Minh lại cho ta. Như vậy là tôi bán chồng tôi sao? Đừng léo mép nữa, nàng hãy chọn đi giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết. Tôi xin chọn cái chết. Thank you.
Mình lại cho ta chứ. Công nương, thôi đủ rồi. Nàng đừng nói gì nữa nào. Kẻ thân cận đừng buông lời khinh mỉ cho kẻ vừa lắm chân tình đã bị đổ thương. Xin đừng buồn chi nữa hỡi công nương. Tình yêu vốn có điều lạ lùng nhiều, không thể mua bằng trân châu ngọc bích, cũng không hề chuốc bởi kiên. Xin hãy về với các tia quân son, mà ôm ấp một tình yêu ru cho ngọt ngào. Công nương, công nương ơi, người được không muốn nghe nàng nói gì nữa hết. Ta không muốn nàng nhìn ta bằng cặp mắt thương hại nữa. Công nàng nghe chưa? Nàng hiểu chưa? Công nương, người còn bỏ lại Thanh Hương. Nhưng nàng đừng vội hãnh diện. Sinh mạng Trần Minh hiện giờ vẫn còn nằm gọn trong bàn tay của ta. Sự kiêu hãnh của nàng sẽ giết chết Trần Minh đó, nàng hiểu chưa? Công nương, thái độ của tôi sẽ bị thảm không cho chàng sao? Trần Minh ơi, em đã giết chàng rồi sao? Chưa thương công chúa, các người muốn bắt liền chúng tôi, các người muốn coi chúng tôi vào vực sâu thẳm thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi, tôi không giết chồng tôi, tôi không giết chồng tôi đâu. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga, ai gọi tên tôi? Quỳnh Nga! Trần Nga! Quỳnh Nga! Quỳnh Nga ơi! Trong áo lụa ngày xưa anh trở về đây với người vợ hiền chúng Thùy. Đem màu tơ máu yêu thương điểm tô cho đẹp mối duyên tình. Quỳnh Nga! Ngỡ còn gặp anh qua giữa đồng hồ, chẳng về đây với hình hài nguyên vẹn, hay chỉ là hồn phách tính nên. Anh vẫn còn đây hiện diện giữa nhân sinh, gặp lại nhau ta nói cuộc chung tình. Tưởng đã đời đầu vì mang tội đi quân, nhưng Chúa thường xét soi cho đôi mình tương hồi. Nói vậy, Chúa thường và công chúa không giết chàng sao? Không giết cho nên mới về được đây nè. Nhưng em muốn hỏi áo mạo cân đai phải không? Anh đã gửi cho quân hồn thần mặc nguyên áo lụa cơ hàng để gặp lại người xưa. Nhưng sao quan trạng chính cư mà cha em không hề hay biết? Quỳnh Nga, vì anh dành cho hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu những tiền hưởng được nỗi vui mừng ngày tương hồi, chợt bàng hoàng trong sung sướng vô biên. Anh mới quyền xin với Đức Thanh Quân đừng ban chiêu về làng thông báo trước.
để cho buổi vinh quy âm thầm không đón rước, thì những người yêu thương kia sớm tròn vinh quang. Em ơi, bao nhiêu vinh dự đáng nguyên là em và bạn dùng tiền cho anh. Cuộc đời hàng xì trần minh sơn sang cờ lòng nặng tình ân sâu. Quỳnh Trang, tâm sự nào đã làm em xúc động đến nỗi gặp anh em bàng hoàng như vừa tình giấc chiêm bao. Trần Lan, Quỳnh Trang, Trần Lan, từ buổi tiễn đưa chàng lấy kinh ưng thi, tiếng mong tình chàng như tấm lòng thơ của dòng mơ. Vừa rồi em ơi, em chuyện hôn nhân buộc em phải làm vợ con quen từng phụ, dầu có chết em cũng đành phân đành giống phụ. Dẫu tình chàng còn điện biết mấy quân, nhưng giờ đây đã hợp mặt tương quan, cho bỏ công em với bao tháng ngày mong đời. Trang nguyên mai có về làng xếp đời em trong bảo gian tâm tình. Quỳnh Nga, Trang Nga, Quỳnh Nga. Kịch bản Bên Cầu Việt Lụa đến đây chấm dứt.